Vâng, em Minh Chiến Bình Định xin chào tất cả các bác. Hôm nay em qua chi tiết con đồ nông tầm tiền, nhưng mà dòng này rất là hot. Trong cái tầm tiền anh em chơi tiếng rất là hay, cũng như tích hợp tất cả các cổng cho anh em chơi. Đó là dòng mà đồ nông 1650GL, mạch mèo vàng gold. Nói chung là mèo vàng lực lợt, nó giống như mèo trắng nha anh em. Thì hôm nay em qua em gửi cho anh Sơn ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hồi gỗ của em nói nha. Đây là những sản phẩm hàng bãi chưa có tay người sử dụng Việt Nam. Và cuối video em sẽ có một đoạn video để mà test sản phẩm trước khi lên đường cho bác. Đấy, mặt đẹp không một tì vết nha. Đấy. Nắp của em nó cũng thế nha. Hai hồi gỗ ốp sườn. Đây, đây là phía trong điều khiển, khi anh em không có remote, nhưng con này có remote của nó rồi. Em này chạy 4 con DI, giải mã DI nha. Đây. Các bác có thể cảm nhận được độ đẹp những sản phẩm bên em phân phối cho các bác nha. Đấy. Phía sau thì nó cũng đầy đủ cổng ba lăng này, optical và cổng bông sen cho anh em chơi. Những sản phẩm là hàng nội địa Nhật nha. Thì những sản phẩm bãi thì rủ găng mới tinh rồi, cũng không cần coi. Thì bác mua đồ bên em rất là nhiều rồi, mua rất mấy cặp loa vân vân và vài con âm ly rồi. Thì tí nữa em sẽ báo hàng về cho các bác xem. Nghe về được hai con bao rất là hiếm, nhưng mà một con đã có chủ rồi, một con bao Mỹ và một con A501 kia, lúc kit lúc man đấy. Giá rất là tầm tiền anh em chơi. Và những con lọc của Victor, đèn nước và răng, và một con đầu CD cao cấp 3.7 ISR của dòng Sony đình đám. Thì mọi chi tiết mua hàng các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Em nhận ship hàng toàn quốc cho các bác nha. Rồi sau đây mời anh em xem video test con CD đình nông 1650GL trước khi lên đường. Rất là dừng video nha.